Thông tin về vụ sinh viên ngộ độc rượu tử vong chiều 6 tháng 8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết hiện có hai sinh viên bị ngộ độc rượu được điều trị là NVT, nam 19 tuổi và LTNH, nữ 20 tuổi, đã có sức khỏe ổn định. Trước đó ngày 5 tháng 8, cả hai nhập viện trong tình trạng ngộ độc rượu nặng, nồng độ methanol trong máu rất cao, bị hôn mê sâu nên được chuyển vào khoa hồi sức tích cực và chống độc để đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu. Trong khi đó, 4 bệnh nhân còn lại trong vụ việc đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện nhân dân gia Định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ ngộ độc này. Trước đó, nhóm 8 người tổ chức ăn uống tại quán Mr. Bao nằm trên đường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Sau đó cả nhóm có dấu hiệu bị ngộ độc rượu, một người tử vong tại phòng trọ, một người tử vong tại bệnh viện và 6 người được cấp cứu tại các bệnh viện. Bước đầu chủ quán cho biết nhóm 8 người nhậu trong vụ việc vừa qua đã lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán để pha với nước ngọt và sau đó uống hết.